Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đại diện nhân sĩ trí thức Trung Quốc. Sự kiện này do Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Đông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp tổ chức. Các đại biểu Trung Quốc xúc động chia sẻ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, về những ngày tháng sát cánh cùng các thương binh, bệnh binh Việt Nam cùng nhau hàn gắn các vết thương, chia sẻ về những hoạt động bảo tồn, duy trì và quảng bá những di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc. Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em, kiên trì lý tưởng, niềm tin chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc là Quảng Châu, nơi cách đây đúng 100 năm, Bác Hồ đã đặt chân đến, chuẩn bị về lý luận, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo nên những lãnh đạo ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tiến hành hoạt động cách mạng Việt Nam, vừa tham gia phong trào cách mạng Trung Quốc và quốc tế cộng sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, trong đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn sẽ là một trong những định hướng quan trọng để tiếp tục kiên trì phương châm láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mối quan hệ thắm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc sẽ luôn phát triển lành mạnh, ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả vì lợi ích nhân dân của hai nước.